thành phố, tôi xuống đây để tôi gặp cô đó. Chi vậy? Tại vì tôi mê cô à, cô đẹp quá à. Chứ tôi mê anh đó. Nghe nói anh ba sắp trên rất đa tài, anh kéo cái đờn còi nghe ngọt rất cái lỗ tai à. Nghe nói cô Tư nổi danh nhất làng ngoài, giọng ca như chim hót, mấy anh trai làng mà chết mê. Nghe danh cô Tư đã lâu nay mới gặp lần đầu, người gì đâu xinh quá, chắc tối tôi về tôi ngủ mơ. Đúng mà, vậy bớt đu đeo lại nha, ngủ đi. Bà căng đôi mắt bà ngủ đi rồi Ngọc Hoàng đài tôi với bà thành hai cái nùi dẻ, bà hiểu không? Mệt ghê luôn á, chứ lâu lâu mới cho nghỉ một bữa chứ bán hoài. Nghĩ cái gì mà nghỉ, chưa tìm được siêu bếp mà ở đó mà nghỉ với ngủ cái gì? Tự nhiên thấy buồn quá à. Buồn tự nhiên gì? Mà là thần thánh trên trời đó, tự nhiên cái hả phá của phá nhà chi cho bị đài xuống đây thành tiên mắt đạ, rồi ha bị đọa thêm lần nữa thành cái nùi dẻ, coi tức không? Mệt ghê á, ngày nào cũng làm khùng làm điên, mệt mỏi chán trường ghê. Nhưng mà tại vì chưa tìm được siêu bếp nên bây giờ cứ phải chờ đợi người ta tới tìm. Thôi giờ mở cửa ha. Giờ mở cửa nha. Giờ xin phép. Mở cửa là mặt mày phải vui lên nè. Chứ mặt mày mà chù ụ vậy ai vô. Tư lên. 2, 3, cười. Cười. Vâng. Và vợ chồng thực thần xin chính thức mở cửa quán Sạch Xanh Xanh. Chào bà con, chào cô bác, chào tất cả quý vị khán giả đã cùng đến với chương trình Truy Tìm Siêu Bếp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MT Picture thực hiện. Và chương trình được phát sóng lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chồng ơi, vậy hồi sáng em đứng ngoài cổng em thấy trời ơi, khách bu quá trời bu luôn, toàn khách sang không. Vậy hả? Vì mời người ta vô đúng không? Hình như là ngày hôm nay cũng nguyên một công ty, nguyên một tập đoàn vô đây luôn. Đúng rồi, sang trọng lắm. Là một bà boss bà dẫn nguyên một dàn nhân viên vô đây để ăn. Dàn nhân viên đến từ các nước. Vậy hả? Ừ. Trời ơi. Bây giờ không để cho quý vị khán giả chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng chào đón các vị thực khách của quán chúng em. Xin mời. Chị cho em, cho anh, cho tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa? Cái tội xí xỏ. Chị ổn không anh? Nó cứ vậy đó, cái tâm lý cứ bị chấn động vậy đó. Mà lúc nào hai vợ chồng cũng chấn động vậy đó hả? Dạ hai chồng lúc nào cũng tưng tưng cà giật vết chân trời. Quá trời. Vô mặt bộ đồ vét là thấy sang cái khăn phòng lên liền. Những gương mặt gọi là nổi cộm trong quá giới trời. Kinh doanh. Ngồi nổi cộm em chứ không phải nổi cộm. Nổi cộm. Nổi cạm. Dạ, xin mời chị boss ạ. Dạ, chị anh đem tập đoàn mình tới đây làm chi vậy? Rồi làm sao ạ? Chào hai ông bà chủ. Dạ. Xin chào tất cả. Tụi em tên là Thực Thần. Thực Thần. Dạ. Thực là ăn á chị. Thần là thần kinh. Thần tiên. Thần là thần kinh. Ê là ê. Thần ghê vậy, làm run quá. Dạ. Thần gì thần. Xin chào tất cả quý khán giả và chào hai vợ chồng chủ quán. Dạ. Ngày hôm nay thì tôi có dẫn nguyên một group công ty đi tới để thử những món ăn ngon của quán mình. Quán Sạch Sành Xanh phải không? Dạ, dạ đúng, đúng ăn rồi. Ăn Sạch Sành Xanh hay là không có cái gì Sạch Sành Xanh? Nói đi chồng. Nói chung là đồ ăn rất là ngon. Tới đây chỉ ăn Sạch Sành Xanh xong rồi ra về mà thôi. Dạ. Ngoài cái chuyện ăn Sạch Sành Xanh ra thì còn phải tìm cho ra một người nữa. Đúng, dạ, rồi, đúng tìm rồi. Cho ra siêu bếp nghe chị. Phải không? Phải tìm cho được siêu bếp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái người đó là anh Hiếu á. Anh rất là thích và anh đang tìm người đó đó. Ủa? Sao anh Hiếu tìm vậy anh Hiếu? Ủa anh Hiếu làm gì trong công ty vậy, bảo vệ hay lao công vậy? Có, anh tìm để biết chi không? Anh quyến rũ, anh kêu gọi đem về để chuẩn bị mình mở nhà hàng. Wow. Đúng rồi anh chủ, anh giới thiệu về nhà hàng của mình sơ lược cho em nghe với ạ. Thì sắp tới mình mở một cái nhà hàng chuyên bán gà thôi. Vậy hả? Thì đến với ngày hôm nay thì mình cũng rất yêu thích chương trình này. Thì
hôm sáng giờ mình chưa ăn gì hết. Mình nghe nói là được ăn nhiều thì mình nhìn đói sáng giờ. Bán một gà được ăn nhiều. Gà bao nhiêu ký ạ? Gà tre á, gà nhỏ gà nhỏ. Chứ gà 5-7, 5-8 ký là không có nghe em lắm. Tính gà tây, gà bự bự, gà bằm bằm. Dạ cảm ơn Hiếu. Cano. Dạ xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Nhân và nghệ danh của em là Cano ạ. Wow. Em có một sở thích là nấu ăn và ăn. Đó cho nên mọi người thấy em có một cái bụng rất to và chiếc bụng đói của em. Hay dạ. Quá. Bạn tiếp theo, bạn nói đi bạn. Dạ. Dạ, nói thật một nữa. Dạ chào khán giả. Em tên là Hoàng Thức. Hiện tại em là sinh viên trường Đại học Công nghệ. Gia đình em có ai tên ngủ rồi không hay là dạ, cái tên em vậy thôi chứ không, chị nói cũng liên quan. Tại xưa em hỏi ngoại em là tại sao đặt em tên Thức vậy. Ngoại em nói là tại vì xưa mày ngủ hoài à, cho nên đặt tên Thức. Trời ơi. Ý nghĩa vậy thôi. Trời ơi, nói nghe nè, mọi người có để ý không? Sao chị? Bạn này nè, bạn nói bạn là sinh viên nhưng nhìn bạn giống diễn hề. Đúng rồi. Nhìn máu ra tưởng Lê Giang không á. Quá trời. Ủa em cái mục rùi là mục rùi ăn hàng hay là mục rùi em xăm hay là cái lý do có mục rùi đó? Mục rùi nhiều chuyện. Mục rùi nhiều chuyện. Dạ nói chung là nãy giờ nó tự nhiên hay sao em? Dạ nó tự nhiên mà nó gom lại hết tất cả những gì anh chị nói với em luôn á. Vừa ăn hàng mà vừa nhiều chuyện mà vừa làm hề. Quá luôn hả? Làm hề luôn. Mặt hề quá trời. Rồi cô dâu ơi, cô dâu giới thiệu đi nào. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trang Nhã, hiện tại em là sinh viên. Hôm nay em đi theo boss Nhật Kim Anh của em đến cái quán là Sạch Sành Xanh của chương trình Truy Tìm Sư Bếp để tìm ra người đầu bếp nào tài giỏi nhất ngày hôm nay. Chúc Quyết cho đủ kêu gọi về công ty. Dạ. Luôn em chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Cảm ơn em. Dễ thương quá à. Trời đứng nãy giờ mỗi chân vậy, mời mọi người về. Dạ, chỗ mời nha. Mọi người về vị trí của mình ạ. À. Được ăn rồi đó phải không? Thế là tất cả vị thực khách đã ngồi trên những chiếc ghế thật đáng yêu và xinh xắn rồi. Bây giờ vợ ơi, còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng mời các siêu bếp để họ ra và chúng ta thưởng thức những món ăn nha. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón các vị siêu bếp. Hấp dẫn á. Hấp dẫn chứ, cái bà này mà sáng mà chạy bộ với bả vui lắm luôn. Má trời, mặc cái đầm chi túm chi cực mà đi cực quá vậy. Trời, ta từ nước ngoài về mà mình. Ủa vậy hả? Chào trước cái nha. Hey, irasumase. Hey, minasan. Konnichiwa. Xin chào tất cả mọi người. Watashi wa Nihon kara kimashita. À, tôi là Kimasa gì đó. Kyo wa kono game ni kite hontou ni yokatta desu. Tôi đến đây để mà cho các người nhận ra tôi là siêu bếp. Watashi wa hontou ni super soifu desu. Minasan, watashi wo erande kudasai. À, tôi nói ăn rất ngon và mọi người hãy mau chóng nhận ra đi, xung quanh toàn là hàng fake không à, có mình tôi hàng chuẩn authentic. Kyo motta mono wa yoniku yaki teriyaki desu. À, tôi đến đây tôi nấu một món gọi là cù tikki gì đó. Phải không em? Teriyaki. Món cừu nấu teriyaki. Xin mời mọi người hãy cùng thưởng thức. Chứ mấy bạn từ Nhật về tới Sài Gòn. Trời ơi, gì mà thông minh lanh lợi quá, hề hước nữa. Đó, biết sao không? Tại vì em hồi xưa là em học 8-4 tiếng mà. Nghe qua đây em dịch cái anh này cho nghe. Wow. Hey. Em người Việt Nam. Trời ơi. Ở Việt Nam hả? Dạ. Dạ, em người Việt Nam. Dạ, xin mời giới thiệu ạ. Đầu tiên thì cho em chào cả anh Chi và quý vị khán giả. Em là con nhà hoàng tộc, hơn nữa là bá mà em là ở trong hoàng cung. Nên là em là con nhà hoàng tộc, một chiếc lá vàng rơi cũng làm em hoang sợ. Nhưng mà lớn lên thì em lại quá là đẹp trai. Đâu mở ra kìa. Nè. Chữa được, chữa được. Tôi thấy cái miệng này là không đẹp rồi nha. Cái miệng này mở ra cũng cỡ tui chứ không có đơn giản đâu. Sao xạo. Chữa đến nỗi hết. Rồi nói đi. Em quá đẹp trai. Ừ. Cho nên em quyết định là đi làm xíu bếp để tạo ra những cái món ăn ngon giống như em.
Hãy tin em là siêu bẹp. Răng mà cái giọng này là đứng bên cầu, là đứng bên chè đậu vãng, sông hương nước chảy thuyền trôi lực lơ. Mà nợ là em bạn chè tính nợ. Mà là em rau chè, em rau làm sao nè? Răng mà hoàng cung mà bạn chè đậu vãng. À, bạn chè chủ yếu là kiếm người yêu chứ vui thôi. À, răng rửa. Có rau bán chè được không? Cái để tội về em rau riêng cho anh nghe nha. Dạ, không biết chú đây là người nước nào ạ? Parler français. Parler français. Tiếng Pháp. À, người Pháp. Okay. Okay. Ok. Hai vợ chồng mình đứng sát để dịch nha. Rồi. Bonjour, je m'appelle Michel et je travaille au square. Et ça fait 20 ans que je travaille dans la cuisine. Xin chào tất cả mọi người, chào Nhật Kim Anh, chào Hồ Quang Hiếu, chào Cano và chào hai bạn sinh viên và chào toàn thể vị khán giả có mặt trong Truy Tìm Sư Bếp. Dạ. Ủa dài dữ vậy hả anh? Thì đó, nói rất là dài luôn. Khả Như thôi, khỏi Lê Dương Bảo Lâm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous préparer un agneau qui sera bien cuit. Et j'espère que vous serez content. Nấu gì đó, đồ ăn từ Pháp ngon lắm. Mọi người hãy thưởng thức đi, bởi vì đây là siêu bếp thật sự, mọi người hãy tin anh. Wow. Vậy thôi. Dạ. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thái Lan hay Campuchia vậy? Phải không? Thôi chào. Chúng biết su nè tại Orkney. Susade Monte. Nhâm cứ chỉ mê trong phần mà bị bỏ tại Campuchia. Wow, Campuchia. Campuchia. Thằng ngày ní nhâm do mau mút và hộp chỉ muộn hà sát chim ăn chỉ mũi tức cà ri. Ở Campuchia có món mắm bò hóc. Ồ vậy mẹ có cà ri. Vậy, có cà ri. Có cà ri. Mắm bò hóc. Nhôm. Tôi chia mê tròn thờ. Tôi mê trai hả? Tôi mê trai. mê chị tôi mê gì? Mê tròn thờ. À mê tròn bà chứ mê mê. À tôi là mê nấu ăn. Masterchef. Mà Masterchef. Ủa vậy là từ Campuchia qua luôn đó hả? Ờ rồi rồi, vậy là chúng ta hãy cùng chào đón tất cả các vị siêu bếp đến từ các nước trên thế giới ạ. Wow. Thấy bây giờ người ta nước ngoài đâu. Giờ kêu đón đi chứ khỏi chơi nữa. Nha, bây giờ là mình phải chọn nha. Bởi vì trong một vàng này chỉ có một người là siêu bếp thiệt, còn ba người còn lại là giả. Nhiệm vụ các bạn là phải suy nghĩ thử xem ai chính là siêu bếp. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nói qua sơ thôi. Chị Kim Anh, chị thấy sao ạ? Nãy giờ thì Kim Anh coi bốn người thì thật ra thì cũng đoán chút. Mặc dù là chương trình cũng ghê gớm lắm. Nói chung là tạo đủ kiểu cách để mà mình đánh lừa chúng ta đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà mọi người đoán được ai chưa? Dạ, đáng em đáng đang chưa? Hỏi chị đó, chị nói là dạ, từ từ để người ta hỏi những người kia. Thì người em ta cũng phải dò chút chứ. Dạ, mời chị bác phát biểu ạ. Thì tôi đoán rồi đó. Dạ, xin mời chị đoán ai? Theo Kim Anh thì Kim Anh nghĩ rằng là chú đó đó. Chú người Pháp đó đó. Chú người Pháp, tại sao vậy? Tại vì theo như con mắt chuyên môn của chị, mặc dù chị không biết nấu ăn, nhưng mà chị cũng... Con mắt chuyên môn? Vậy là chuyên môn gì chị? Chuyên môn ăn á. Chuyên môn ăn á. Rồi, ok đó. Rồi, ok. Thì chuyên môn ăn của chị thì chị nhìn thấy rằng là tướng tá kiểu cách, mặc dù chú hơi nhỏ con chút xíu, nhưng mà nhìn cái kiểu cách của chú, và khi mà đi ra đó, khi đi ra chào đó, đưa cái món ăn, mặc dù cái bạn Cambodia đó là bạn rất là dẻo, nhưng mà cũng không có được cái thần thái của một người đầu bếp giống như của chú. Công nhận luôn á, người ta bịt mặt mà bà thấy được thần thái siêu phẩm thần luôn. Thần thái đâu nhất thiết phải coi trên mặt đâu, rồi hay chị. Em nghe tội quýnh em quá à. Nói đi. Em thì em lại khác với chị Nhật Kim Anh, là có nghĩa là em ngay từ đầu em đã loại trừ chú người Pháp rồi. Tại sao vậy em? Ủa sao vậy? Sao loại chú gì cưng? Tại vì em thấy thần thái của chú, khi mà chú nói tiếng Pháp thì em thấy chú giống một người thầy giáo nhiều hơn. À. Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Dạ.
nói tiếng Pháp mà giống người thầy giáo hả em? Nhìn chú có vẻ hơi hơi gì mà tai kỳ vậy? Chú em hơi yếu đuối quá hả? Hơi xài hơi. Em đang tìm ra cái từ đó chính xác. Em để ý anh nấu vàng với lại chị người Nhật thì em nghĩ hai người đó có khả năng là đầu bếp nhiều hơn. Vậy hả? Dạ. Còn bạn Campuchia thì nhìn bạn đó giống diễn viên quá. Lúc mà hồi nãy hỏi bạn đó thì bạn đó giống kiểu đang nhớ thoại vậy đó, cho nên là nghĩ không. Ủa, người bình thường không nhớ thoại được hả em? Ủa, là dặn trước hết rồi hả anh? Chương trình mình dài trước hết vậy đó hả? Không có gây lộn với khách. Rồi, chọn một trong hai thôi. Em nghĩ chị áo hồng. Chị áo hồng, chị người Nhật. Chị Nhật. Bé. Em nghĩ là trong bốn người này ai là siêu bếp bé? Nãy giờ em ngồi đây em quan sát thì em thấy là chú người Pháp là có cái thần thái của người đầu bếp, nhưng mà sao chú lại là người Pháp mà không phải là người Nhật, mà là bé đó lại là người Nhật. Cho nên bây giờ em thích người Nhật thì em chọn bé áo hồng người Nhật. Em bình tĩnh gì em? Em ơi, sao cái lập luận của em với cái lựa chọn của em nó khác nhau đi cưng? Nó nguyên lan luôn á. Hiện giờ em biết không? Em biết cái bùng binh không? Cái tâm lý em như cái bùng binh vậy đó bé. Em túm lại cho chị đi. Vì em thích cái người Nhật. Vì em thích cái nước Nhật, cái bộ đồ đó nên em chọn cái đó. Em bất chấp người ta có phải là đầu bếp hay không. Ok, tuyệt vời bác. Nè, coi anh tôi nói chuyện nè. Nào, người anh, người anh. À, thì mình thấy là cái chú người Pháp là thấy giống nhất. Tại vì thứ nhất là cái nói chuyện của chú, cái phát âm thì tiếng Pháp rất là khó nhái. Mà chú nói được chứng tỏ là chú chắc cũng tiếp xúc ở trong cái làm đầu bếp. Chú học. Cái chuyện người Nhật nói tiếng Nhật cũng hay quá chú mà. Thì đó, thì mình đang ngưỡng ngự thôi. Tại vì thường thường mình nghĩ là đầu bếp thì sẽ rất là mập. Nhưng mà không biết sao chú ốm quá. Dạ. Chú không ăn đâu nấy nha. Từ xưa giờ chưa bao giờ có cái quy định nào là đầu bếp phải mập hết trơn. Đúng rồi. Ủa, mình thấy đầu bếp cũng hay mập lắm. Nhưng mà trừ những người nào người ta ăn nhiều giống cano thôi. Ủa trời, ủa sao vô má vô em nữa. Thì chị, tại vì chị là theo cái ý chị là như vậy. Nhưng mà anh chị đừng có dựa vào bộ đồ nha, tại vì cái bộ đồ đang rất là tạo cảm giác mình là đầu bếp nha. Đánh lạc hướng. Nhưng mà anh Hiếu ơi, em suy nghĩ rồi, em thấy cũng có vẻ giống như chương trình muốn gạt mình, nó cho bận cái tập về. Đó, cho thẳng đó, luôn, đúng nên rồi. Làm gì mà dễ vậy đúng phải không? Đúng rồi. Nhưng mà lừa mình sao? Thức dậy đi, nói đi cưng. Dạ thì nói chung là theo em á, thì theo cái kinh nghiệm mà học vấn 4 năm, tại vì em học chuyên ngành khách sạn. Cho nên em biết về nhà hàng rất là nhiều. Biết thì gì nhà hàng thôi chứ liên quan gì tới đầu bếp. Không có tiếp xúc nhiều thì tiếp xúc dạ, người ta dạ, mà móc thì cũng tương đối, thì kinh nghiệm của em cũng biết tương đối chút ít. Thì nói chung là em nhìn thấy cái bạn mà Campuchia thì thấy bạn giống như những vũ công múa rồi đó. Múa may quay cuồng loại kia đó. Loại cất vô tủ luôn. Rồi còn, bà Nhật Bản. Còn bà Wasaki thì nói chung là tiếng Nhật thì nói cũng chưa có ra được cái tiếng Nhật lắm. Đó. Còn em biết tiếng Nhật không? Dạ. Em biết tiếng Nhật không? Dạ biết. Đó. Mời em một câu. Dạ, konnichiwa. Hay quá bé ơi, bé nói câu mà chuẩn luôn á. Dạ, em dạ. Còn Nagasaki là gì em? Là thành phố như của là Nhật. Thành phố đó, thành phố bị nổ bom đó. Hiroshima. Dạ. Rồi, bye. Còn cái anh. Ôi chưa, ta chưa phân tích xong mà. Rồi rốt cuộc em chọn ai vậy? Dạ, rốt cuộc là tại vì theo cái kinh nghiệm của em thì em thấy là ai mà lưng tôm là người đầu bếp. À, là chú chú người Pháp. Tại sao lưng tôm vậy? Đứng xào. Dạ đúng rồi, đứng xào với lại khum xuống đồ kiếm đồ ăn, đồ kiếm đồ muối rồi. Hay quá. Nhà hàng ta sang lắm. Ta lấy đồ ăn trên này không kiếm đồ ăn là của phụ bếp em. Đồ ăn nấu rồi. Có đâu anh ơi. Nói rồi, đầu bếp chính là ta đứng chỉ đạo, không có ai đứng chỉ đạo. Hết giờ bàn bạc ạ. Và bây giờ không để cho quý vị cảm thấy cái lộn mắt mệt nữa, chúng ta sẽ cùng đến một cái vòng quan trọng hơn để mà quan sát. Qua đó chúng ta có thể biết được ai là siêu bếp. Chúng ta hãy cùng đến với cái phần gọi là kỹ năng của các siêu bếp. Wow, xin mời. Rồi, bây giờ mọi người, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp xúc gần với họ, xem những thao tác của họ để tin họ có phải là siêu bếp hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời bán vé, tiền đây ạ. Người 100.000. Ủa, mắc dữ anh ơi. Trời ơi, không sợ. Rồi, xin mời chị. Để biết có tiền này. Trời ơi, ta có hộp sò mà có hết à. Rồi, bé cô dâu đi, lên cưng. Ủa. Lẹ. Hai người thôi. Vô cửa lần hai người. Ủa, kỳ vậy. Rồi, bây giờ người đầu tiên sẽ thể hiện và mọi người phải hỏi. Rồi, xin mời. Chị xách cái củ này chi vậy chị? Ăn đó. Trời, thôi khỏi luôn đi, trả lời cũng không hiểu đâu. Rồi, cái này để làm gì ta? Hả? Thôi hỏi bà cũng như không à, qua đây hỏi đây đi. Trời ơi, hỏi từng người à. Ủa cái này là anh để làm gì? Anh là người Huế mà phải không? Nấu chè hả? Nấu chè nó cũng liên quan luôn á. Chị cho em trả lời chưa? Dạ trả lời đi nè.
Em đề để đề lạc nữa em ăn. Hết giờ. Hết giờ. Mời Kim Anh về chỗ. Mời Kim Anh về chỗ ạ. Ủa vậy là hỏi mà nó không có nấu mà nó ăn là sao? Nói rồi đó, trả lời rồi đó. Thiếp, hỏi em dặn thiếp đem một cái thúng vàng theo đây nè. Để lần sau chị rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm nha. Ừ. Nguyên liệu này dùng để làm gì vậy? Để ăn. Để ăn hả? Đủ. Còn tiếp theo là đi vào vết xe đổ rồi. Đi vào vết xe đổ. Chế biến món gì á? Chế biến món chi rồi á? Ừ. Lạc biết. Lạc biết hả? Dạ đúng rồi. Trong đây cái nào là cay nhất? Chú chả ma ơi, trong đấy là cà rốt này, hành này, rồi hạt sen, hoặc cái mố cái nhất là trà lơ rắn. Hết giờ. Hết giờ. Rồi. Mời Cano. Cano, anh Hiếu. Mời anh làm ạ. Bonjour. Bonjour. Là thịt này nhú. Đây là thịt cừu. Chú ơi, nhà chú có đôi cho vợ chú ăn không? Có hiểu đâu mà hỏi làm cái gì? Tôi sao tôi? Là gì chị? Đó. Đó, thấy chưa? Tôi nói mà. Hỏi cứ trả lời cũng không có hiểu đâu. Chú đang lóc sườn, lóc xương hả chị? Hỏi đi em à, hỏi đi à. Ủa? Năm nay chú nhiêu tuổi? Các con xanh. Là nhiêu chị? 35. Under cho cat. Cat là 4 mấy ạ? À? 42. Con đưa à, 42 tuổi, dạ. Phải không? Phải. Bà này hay vậy ta? Rồi, hết giờ, về. Hết giờ. Ủa? Bà này không hiểu mà. Mình ngửi tóc được không? Được khi chú lóc sườn không phải, rất là nhiều khi đầu bếp người ta muốn làm gì làm. Người ta sẽ làm, người ta bị hay bị dầu mỡ rồi. Yeah, ở anh đây muốn thử ai à? Trong một vàng này anh muốn thử ai ạ? À? Chú này đi. Có mùi da ua không anh? Chương trình có ghê lắm nha. Có mùi dầu. Anh ơi. Có mùi dầu. Chương trình ghê lắm anh. Nhiều khi chương trình hồi nãy trước khi vô thì chương trình lấy cái chặt xịt khói xịt vô đầu chú rồi em đó. Em nín đi Cano. Ủa sao cái vậy? Cái thời gian hỏi em không hỏi. Tại chú em làm ở nhà hàng lâu chưa chú? Je travaille depuis 20 ans. 6 năm rồi. Nghe dịch lì vậy đó. Hay quá. Hết giờ xin mời nếu về. Bạn cuối cùng ạ. Tới em rồi. Chị cho em hỏi là cái tấm thớt này chị mua ở đâu vậy? Cái saki ni hongo hanashimasu. Mua bên Nhật, không có tiền mua đâu, đừng hỏi. Chào anh. Ủa anh cho em hỏi là cái mặt nạ anh thuê đâu vậy? Chương trình chó mương. Chương trình bày bào đéo. Chương trình chó mương, rắn mà thôi. Còn là cái hết giờ bên đó rồi, qua đây đi. Nè, hỏi gì cho anh ta biết mình biết nấu á. Ủa chú, sao chú đòi mồi nhiều quá vậy chú? Trời đất ơi trời, nó hỏi tới nhan sắc người ta rồi. Là ce que j'enlève, c'est le morceau de gras. Hỏi có duyên lên em, rồi đi qua đây. Rồi người cuối cùng hỏi duyên dáng nè. Cái người cuối cùng là em thích nhất nè. Em có quen biết với lại cái chị mà Ti Thi làm gỏi không? MBC. Nó đang bận. Bận bà đứng bà cạo gỏi đều đủ rồi luôn á. Chắc ờ nói hồi bà cạo gió em luôn bây giờ đó. Rất là chậm nha. Rồi em hết giờ. Như vậy thì thời gian đã hết. Mà các vị thực khách cũng không hỏi được cái gì hết trơn trời. Không, thấy vậy chứ có chiêu hết. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hỏi những câu mà khai thác. Chị ơi, ở Nhật thì món ăn nào là đặc sản ở Nhật ạ? À? Okonomiyaki. Là món gì? Okonomiyaki, mì. Bánh xèo Nhật Bản. Bánh xèo Nhật Bản. Bánh xèo Nhật Bản, cảm ơn chị ạ. À. Ồ, oh, thì ra là làm bánh xèo. Cái gì vậy ông trời? Đang ngậm nghĩa. Tại sao? Ngậm xém hẳn có đồ tươi ngon để mình thà. À, nhìn củ hành sao biết là đồ tươi ngon à? Cái củ hành ní là khi nào mà hẳn cắn mông mà nước là hẳn con tươi. Dạ con chào chú. Chú ơi trên con cù á, là cái bộ phận nào là ngon nhất và chế biến được món ăn ngon nhất? Xin mời cho tiếng Việt ạ. Filet. Filet. Dạ. À. Filet. Filet nhiêu một ký chú? 900. 900. 900. 900 ngàn một ký. Rồi. Rồi. Dạ cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Ê bắt đầu hoang mang rồi em nha. Em hoang mang quá. Em cho anh hỏi là ẩm thực Thái Lan và ẩm thực Campuchia nó có điều gì tương đồng với nhau? Ẩm thực Thái Lan thì nó có sự cay. Cái sự cay. Còn Campuchia là có sự ngọt. Ủa? Ủa? Thái Lan đồ ngọt chị, quê chị Thái Lan nè. Đồ ngọt không à? Bé này không phải từ Campuchia rồi. Bé này ở đâu dùng gian rồi. Em đang làm món gì vậy? Em đang làm món bóc lò hông. À của, bóc? Bóc lò hông của Campuchia. Là à, cái... nó có giống món mà gỏi Thái Lan của cái không? Gỏi đâm 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 của Thái Lan như không? Em đã nói thì của Campuchia thì nó ngọt hơn của Thái Lan. Đúng rồi, à, bạn nói đúng, đúng rồi đó. Đúng rồi. Đó, chiều bếp đó nha. Rồi, nói chung là bây giờ những thông tin đã có rồi. Bây giờ tới gì bây giờ? Tới cái gì hả? Ê. Tới cái gì chúng ta hãy cùng xem các thực khách của chúng ta sẽ chọn ai trong họ là siêu bếp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng
Hồ Biên. Thế là những chiếc ghế đã có mặt tại những siêu bếp đang đứng ở đây. Bây giờ nhiệm vụ của các khách mời. Không phải nhiệm vụ nữa, đến họ rồi. Đến họ luôn. Quyền chọn lựa dành cho họ. Đúng. Chị Nhật Kim Anh, sau khi mà chị quan sát hết tất cả mọi thứ, đặt những câu hỏi thực sự thông minh và chuyên nghiệp, thì chị thấy ai có thể là siêu bếp? Theo chị thì chị vẫn giữ quan điểm đó là chú người Pháp. Chú người Pháp với vị trí chiếc ghế số 3. Là chị me nha, me ghế trước nha. Me nãy giờ rồi. Rồi, tính bỏ dép ra rồi đó. Cano. Em nhường cho bạn nữ này chọn trước. Mời em, cô dâu, 8 tuổi. Em vẫn quyết định chọn chị người Nhật. Người Nhật. Dạ. Cái mặt nó thay đổi sắc mặt. Là mẹ ghế số 1 nha. Dạ. Canh nha cưng nha. Dạ. Cano. Em mà nhường em về đi cưng. Dạ. Em chọn bằng áo vàng. Tại sao? Tại vì em nghĩ đó là một cái sự gài của chương trình. Đầu bếp có rất là nhiều người, họ rất là thú vị. Dạ. Họ giỡn, họ vui lắm, nên có thể bạn số 2 cũng có thể là đầu bếp. Dạ. Vậy em canh ghế số 2 nha. Dạ. Anh Hồ Hiếu. Mình mới đầu em tính chọn chú người Pháp á, mà mới nãy tới gần chú thấy chú vẽ không phải vẽ cái râu giả, mới nãy nhìn mặt á thấy kỳ quá, chắc là mà chương trình chắc hóa trang quá hay sao, nãy giờ thấy chị người Nhật là giống nhất chắc chọn chị người Nhật á. Chị người Nhật, như vậy là anh và cô dâu 8 tuổi đang chung một chiếc ghế nha, me nha. Me nha. Ok, ai đi nhanh hơn phải không? Đúng rồi, người đó sẽ thắng. Còn em trai, bé Thức. Dạ, em thì từ đầu tới giờ vẫn vậy, là lưng tôm là đầu bếp. À, là ghế số 3. Dạ. Như vậy là em trùng quan điểm với chị Nhật Kim Anh nha. Dạ. Vậy em trùng quan điểm với chị hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ chị bắt đầu hoang mang rồi đó. Có nghĩa là ở đây có 5 người hả? Ừ, tại chị thấy chú hơi giống giống thầy giáo giống em nói vậy đó. Tại sao ơi, mọi người không nghi ngờ cái người ở phía cuối cùng? Câu hỏi cuối cùng bạn trả lời rất thật, rất chuyên nghiệp. Món Thái với món Campuchia khác nhau ở chỗ nào? Đó là món Thái cay hơn và món Campuchia ngọt hơn. Những người mà họ sành về cái đó, họ trả lời rất xúc tích, họ không có vòng vo. Mà cái chuyện người ta chọn ai đó là chuyện của người ta. Em muốn gợi ý để làm cái gì, đúng không? Như vậy là cái ghế chúng ta là không ai ngồi. Mọi người nên nhớ nha, MC là người của chương trình nha. Rồi, chị Nhật Kim Anh, chị tới đây chị ngồi giật tất cả mọi người, người chơi cho tới MC. Chọn xong rồi đúng không? Nhớ trong đầu mình là ai nha. Một hồi dồn hết sức bình sinh, tuổi trẻ thanh xuân của mình lên giành cái ghế, dành cho được cái ghế. Số nhưng... trước là Nam Thư bị tét đầu. Đúng lên rồi. Giành là đập cái đầu vô cái cạnh bàn này nè. Ghê vậy. Gió Hoàng Yến là dập bẻ đi không nổi luôn. Thiệt, cái này em nói thiệt. Anh Kim Tử Long tuột đường. Rồi phải cấp cứu chờ 3 tiếng đồng hồ mới quay trở lại. Nói chung là rất là nhiều người đã cấp cứu tại đây. Và bởi vậy á, Dương mới nói là mọi người hãy san sẻ những chiếc ghế và hãy thật thông minh, nhanh, nhẹ bé, thanh xuân, sức khỏe, tuổi trẻ của mình. Chơi cố gắng. Sao nhường được. Tuy nhiên vẫn còn một cái cơ hội nữa để mọi người nhanh chóng nhận ra ai là siêu bếp. Và bây giờ ở trên màn hình sẽ có những gương mặt của siêu bếp chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui. Và gương mặt nào dừng lại ở vị trí ở giữa thì siêu bếp lên sẽ biểu diễn một cái tài lẻ của mình. Một cái tài lẻ, qua đó chúng ta có thể thấy được cái sự đa năng tài giỏi của người siêu bếp này. Xin mời vợ. Xin mời mọi người. 1, 2, 3. Vô. Ồ, gia đình này nhiệm màu quá à. Ồ, gia đình thần tiên. Như vậy là chị người Nhật sẽ biểu diễn. Bây giờ còn chàng trai nữa, một trao tay thật lớn cho nồng nhiệt để đến với phần biểu diễn của chị người Nhật.
Hay quá, quá trời quá đất. Dạ, cảm ơn Vũ Đoàn. Cảm ơn các bạn Vũ Đoàn rất nhiều. Chúng ta vừa mới thưởng thức một cái tiết mục là sáng xách dù đi chợ rồi về. Rồi lấy cái quạt che mặt để cho em sợ bụi bay vô. Đúng rồi. Các mọi người thấy tiết mục có hay không? Sôi động không ạ? Wow, cảm ơn. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trả những chiếc ghế về vị trí cũ để xem những thực khách của chúng ta sẽ giành vị trí nào. Hồ Biên. Và chúng ta đã có những chiếc ghế. Xin mời các thực khách chúng ta bước lên phía trên. Xin mời ạ. Ai có giày có gót thì mình tháo ra đồ này nọ nghe. Đó. Rồi đó. Nhiệm vụ các bạn là để tay vào cái tâm này. MC sẽ đếm từ 1 tới 3. Rồi, 1, 2, 3, xoay. Tèo 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 tèo. Đóng mặt ra, đóng mặt ra. Tèo quá đi vô. Đóng mặt ra, đóng mặt ra. Tèo 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 tèo. Nghe anh Hiếu chạy em chạy thôi. Một lần nữa là em lội nha anh Hiếu nha. Anh Hiếu à, nghe từ gì mới chạy ở đây. Chừng nào Hiếu chạy mới chạy. Hiếu chạy mới chạy. Vô vô. Còn đi vòng vòng mà. Em quá trước mặt rồi. Tại sao em cứ đứng trước mặt như vậy? Teo 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 teo. Thằng có chữ bắt đầu nữa mà. Chữ chạy thì anh chạy mà lúc người ta chưa chạy anh chạy là sao? Em hỏi anh nè, chữ bắt đầu tức là tèo 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 tèo. Rồi bây giờ á là chạy tức là qua đây ngồi. Đúng rồi, như vậy là anh đã thua rồi, anh không có ghế rồi. Tức là anh ơi, anh ăn hết 4 món đó. Ủa, cho anh ngồi đi. Đó, thằng ngồi khen em hé nhau rồi, mới xin chào luôn rồi. Anh dùng nhan sắc để xin chị ơi. Ờ, không có thương lượng gì ba sức qua luôn rồi. Anh Hiếu, anh chỉ có đẹp trai giàu có rồi, anh có cái gì hơn mọi người mà em cho liền vậy? Chị, là tại vì thấy anh đứng tội quá thôi em cho ngọn sao chị? Em nói cái gì? Em cũng muốn ăn ngon đó chị. Chị có thể nào mà... Em nghĩ sao chỉ có một dĩa mà em cũng muốn ăn ngon. Không, em sẽ cho chị ăn nhiều hơn em ăn ít thôi. Em nên nhớ nha, siêu đầu bếp người ta nấu là nấu những món ngon. Mà những món ngon nó chỉ có chút chiêu vậy thôi nè. Đúng rồi. Làm gì có cái chuyện mà nhường cho chị. Không. Vậy chị nhờ kêu anh có quyết định là cho bạn thức qua mà. Thôi để cho em qua để cho em qua đây ngồi. Không, gặp không em chị ơi. Không. Khoan, bây giờ tôi muốn phỏng vấn Cano. Sao chị? Em có tự tin vào sự chọn lựa của mình không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Tại vì em là một người không thích giành giật kiểu không? Và em tôn trọng cái quyết định hồi nãy của em. Ok, vì lý do em không thích giành giật, em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh. Chị cho em thử trước. Lê Nhân ơi. Dạ em nghe. Trước khi ăn em có muốn nói điều gì với gia đình mình không ạ? Em nói là ba mẹ ơi, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con. Nếu như hôm nay con ăn được một món ăn rất dở thì con cũng sẽ cố gắng diễn ngon để cho bốn người còn lại tức chơi. Đúng rồi. Còn nếu xảy ra trường hợp gì thì ba mẹ ở nhà làm sao? Ba mẹ cũng đừng lo, chương trình đã chở con đi cấp cứu rồi, không sao đâu. Rồi. Và đây là vị khách thứ hai sẽ được ăn. Bây giờ chúng ta cùng đếm nha. Một hai ba. Cảm giác ngon không? Cảm giác ngon không? Nhai, nuốt nha. Nhai, nuốt. Tê. Bé nó bị sao rồi Lâm ơi? Không khóc. Đàn ông ăn không khóc. Nuốt nước mắt vào tim. Trời ơi. Nuốt. Rồi, nuốt chưa? Lâm, qua đây giúp giùm chị cái bé ngậm hoài. Trời ơi, chảy nước mắt luôn rồi kìa. Cay lắm hả em? Cay lắm hả? Ngon. Ngon. Nuốt. Trời ơi. Ê, coi chừng văng nút ruồi của nó. Ok, rồi. Rồi, có ai muốn dùng xô gì không ạ? Muốn giờ mới muốn nè. Cứu người, cứu người. Ủa gì có khăn lạnh đâu nữa. Nó khóc luôn rồi. Nó khóc nhả rồi. Nghĩ hả? Nó khóc rồi. Wow. Sao cảm giác sao? Em coi nha em ăn đủ ớt cho cả cuộc đời còn lại. Là nó cay hả em? Còn hương vị của nó là sao? Dở. 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 Thức tỉnh chưa thức? Dạ. Sau khi đổ mồ hôi luôn rồi kìa. Dạ. Kính thưa hai anh chị, sau khi em ăn cái đồ ăn của em xong em đã thức tỉnh luôn rồi chị. Ok. Em cảm thấy như thế nào, cái vị nó như thế nào? Lúc thoạt nhìn lúc đầu thì em thấy rất là hoành tráng luôn, rất là ngon. Sau khi em ăn vô nó còn hơn nước biển. Còn hơn nước biển.
mặn ý là mặn á hả cưng? Nuốt không trôi luôn á chị. Hay, nuốt không nổi vậy luôn. Là tuyệt vời rồi. Nói chung là trời khiến em chọn cái người này. Sau khi thương lượng không được, mọi thứ tan hoang em ạ. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với ba vị khách mời còn lại. Sẵn sàng chưa anh? Ăn nữa thôi chứ ăn nhiều chứ. Anh hiểu. Em gái. À. Trời đất ơi, hai vợ chồng nhà này ngon á. Ngon không? Ngon. Ngon không? Thấy ngon cả. Ủa sao người nói ngon, người nó lắc đầu lần sao? Ủa là sao? Ủa sao em thấy anh Hiếu đỏ mặt quá vậy anh Hiếu? Ngon mà. Ngon mà. Chết rồi, anh Hiếu bị sang chấn tâm lý rồi. Ngon anh? Vị nó làm sao anh? Ngon. Ê, ngon. Đây ngon rồi, 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 rồi. Ngon rồi. Cô chấp ngon rồi. Ngon rồi, thôi vậy là ngon. Phật rồi chị ơi. Ok, chị và bây giờ đó. Chúng ta sẽ cùng đến với Phật phần rồi. Của chị Nhật Kim Anh. Anh Hiếu anh nói ngon rồi. Thì kết quả của chị, chị làm gì có cửa ngon mà chị mừng. Chị ủa? Mừng chị rỡ. Chị hớn hở. Trời cay rồi, chua chua. Này này, mặn với cay. Cay. Hơi à. Vậy chắc của mình đắng quá. Mà vấn đề là có siêu bếp không? Có chứ chị. Có phải không? Chúng ta phải gánh chịu nước nhiều sốt. Thứ. Ông kia nước sốt kìa đó. Ta. Chị để chị luyện công chút xíu. Xô đâu? Đưa xô đây. Em thấy chị sang lắm. Tụi em trông cậy vào sếp hết á. Em xin được phép mời chị. Chị tại ơi. Sao em làm chị hoang mang quá vậy Lâm? Em để xuống đi, chị ăn được mà. Dở cỡ nào chị cũng ăn được mà. Cố lên chị ơi. Chị Kim Anh, làm gì mới chơi mà khóc? Đâu có. Chị đâu có khóc. Em thấy chị vui quá chị khóc đó chị. Bé Kim Anh. Dạ. Một lần nữa mà trứng không chịu ăn nữa là sẽ mời phụ huynh nghe chưa? Xe tay ra. Dạ. Ly. Không, mình phải cảm nhận đi, từ từ bé ơi. Ngon rồi. Chị nuốt được nửa rồi. Nửa rồi rồi. Mọi người đợi nửa tiếng nữa nha, để chị em ăn cho xong. Nhã không chị? Nhã không chị, nhã đi chị. Dạ anh mời chị. Ngon. Nó ngon mà nó mềm. Thịt nó mềm mà nó ngon. Ê mà hai câu là một câu đó chị. Và bây giờ chúng ta hãy nghe các siêu bếp trả lời, họ có phải là siêu bếp hay không? Xin mời. Khoan. Lỡ mà kêu trả lời ổng không phải siêu bếp chứ chị mang nhọc quá. Trời thấy rồi đó. Là cái gu ăn uống của chị lạ lắm đó. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà chị thấy ngon mà. Ngon không? Cái đó nhiều khi cái gu chị. Rồi, mời cô gái đến từ Tokyo. Dạ anh chào mọi người. Anh Hiếu ăn có ngon không anh Hiếu? Ăn thấy ngon mà tại vì anh ăn dễ ăn lắm. Ở dạ. Nhà anh em gái anh nó nấu ăn giùm. Nấu dạ ăn. Anh có chắc em là siêu đầu bếp không? Anh nghĩ là vậy tại vì cái phong thái của em nó rất là hợp với nhiều với khi nó bếp. Hợp với siêu mẫu đó. Em giới thiệu đi, em là ai? Em có phải là siêu bếp hay không? Dạ em không phải là siêu bếp. Trời ơi, hỏi rồi, hỏi vậy em là ai? Dạ em tên là Thùy Linh. Em hiện tại là quản lý nhà hàng Nhật. Wow, xin cảm ơn Thùy Linh. Cảm ơn rồi, em. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với người thứ hai. Bạn có phải là siêu bếp hay không? Xin mời. Bà người Quế thì bà là ai? Bà là ai? Anh xin gửi lời chào đến các anh chị. Chị hoàn toàn không tính trường em vì không có người Huế nên nấu ăn cay với em mệt. Dạ, thật ra thì em thích nấu ăn, thích ăn. Nhưng em không phải siêu đầu bếp. Yeah. Công việc của em là gì? Em tên là Quyền Quý, hiện tại em là sinh viên năm nhất ngành báo chí tại Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. Bên cạnh đó em cũng đang hoạt động nghệ thuật tự do. Wow. Hèn chi ăn nói trôi chảy lắm, nhìn thao tác quăng miếng vui vẻ, dễ thương. Ok, cảm ơn em nha, hẹn gặp lại em lần sau nha. Lướt qua trước này. Nào, Campuchia. Này quá. Trời ơi, mặt thấy đầu bếp quá. Dạ, giới thiệu đi em. Dạ, em chào hai anh chị, em chào quý vị khán giả. Em là Nhật Hòa, em là diễn viên tự do. Em không phải là siêu đầu bếp. Thầy chùa, em nói bà này là diễn viên mà. Như vậy, siêu đầu bếp không ai khác. Đó chính là anh người Pháp. Thấy chưa, cho chị đứng gần siêu đầu bếp của chị coi. Ở đây Như, mời chú. Em là Lê Phi Thái, em đang làm ở quận 2. Mình là cũng gốc người Việt. Sống bên Pháp dây được đó, thấy chưa, bởi vì nó nói tiếng Pháp 10 năm ở Việt Nam, cho giao lưu được cái nghề này với cho anh em mình làm du lịch tốt hơn, cho mình
phải bỏ lại cái thời giờ, bỏ lại cái công nữa. Mà đừng có suy nghĩ sớm quá là mình làm cái người gì đó. Mình phải học, đi theo người ta, apply cái phong cách làm, sau đó kỷ niệm mới tới. Sau đó là mình một cái người bếp giỏi. Xin cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Anh David Thái thì tất cả những người mà sành ăn và những người mà gọi là biết nhiều nhà hàng thì chắc chắn là đã biết anh David Thái là người nấu ăn rất là ngon. Và cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và tất nhiên là khi mà anh đến với chương trình sẽ có một cái món quà gì đó để cho tất cả các thực khách ở đây cùng thưởng thức, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay anh mang đến món gì ạ? Dạ bữa nay mình làm cái sườn cù. Sườn cù này là sườn cù sữa. Nó mềm xìu. Cù biết ở Việt Nam, chừng nào mà nghe cù ai cũng sợ cái mùi thăng. Yeah. Ở đây là con cù súp béo à. Sườn nó bú sữa, cái vị của nó không có đậm đà. Mình ăn kết hợp với cà, với pha tây, với một cái sauce đen. Cái lá mình ngon nhất cái cù là cái lá rosemary. Mình cắt nhuyễn nhuyễn lên chút xíu với miếng tỏi. Nhuyễn thật nhuyễn, sau đó mình đút lò. Tới đây thì thôi. Khoan. Như ơi, cho chị hỏi này, vậy là món này chỉ có mình chị được ăn thôi phải không? Không có anh. Chị. Ủa ăn chị? Chung với chị. Chị đừng làm vậy, chị dắt. Hồi nãy chị mới ăn cái đồ ngon rồi, bây giờ chị đòi ăn riêng một mình chị. Chị đâu biết, chị tưởng đó chị tìm ra siêu đồ biết thì chị được ăn một mình chứ. Không phải lộn với chị Nhật Kim Anh nữa. Chúng ta hãy cùng đến với phần ăn món ngon của siêu bếp. Yeah. Và bây giờ mọi thứ đã bày biện xong hết rồi, chúng ta hãy cùng thưởng thức xem chú Thái nấu như thế nào. Xin mời các vị thực khách lên đây để xem chú biểu diễn cũng như là thưởng thức luôn ạ. Xin mời. Đầu tiên, chúng ta pha thịt cừu ra từng miếng vừa ăn. Sau đó, ướp muối và tiêu sọ nhằm giữ mùi vị đặc trưng của thịt. Tiếp đến, chúng ta áp chảo cho thịt chín vừa tới. Cuối cùng, chúng ta trang trí với... Wow, tự nhiên tới đây, hai vợ chồng tôi đầy năng lượng lên liền. Đúng rồi. Wow, những món ăn đã xong xuôi hết rồi, mình sẽ vận chuyển cho những thực khách của mình. Rồi. Em cầm sẵn đó đây chị. Hay quá. Lát nữa chị bo để nha. Sẵn dạ. Luôn rồi đó. Cảm ơn để chị. Để sẵn luôn. Hấp dẫn. Trời cảm ơn anh. Cái cù nó rất là mềm mà cảm giác nó không có cái mùi cù nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên nó vẫn phải có cái mùi đặc trưng của nó. Cái mỡ của thịt cù này nó cũng tan ra trong miệng luôn. Và cái vị nó đậm đà. Rồi mời em. Em ăn chưa? Em có ý kiến. Chú ơi, chú cho con hỏi cái này mình có tính cái barem của làm steak không chú? Có nghĩa là nó rare, rồi medium, rồi cũng well done rồi. Dạ đúng rồi, ở đây là hình như medium. Là em đang làm medium. Medium. Dạ. Mình cũng recommend là cù đừng có ăn chín quá. Yeah. Bên nước ngoài người ta xin là cái màu nó phải pink. Pink là hồng. Màu hồng. Yeah. Màu nó phải hồng hồng chút xíu. Yeah. Ăn nó đã hơn mà cái vitamin ngon nó nhiều quá hơn. Yeah. Ngon quá chị Dương Kim Anh, chị ăn mà nhìn thấy ngon mà nhìn rất thèm luôn á, thật sự luôn. Anh Hiếu. Dì mình ăn miếng cà nữa. Ngon nhưng mà chú cho con ít sốt quá, đang thèm sốt. Sốt ngon quá trời. Đặc trưng của đồ Tây là chỉ vậy thôi. Ủa vậy hả? Ừ. Em thấy sao cái vị nó sao? Nó ngọt, thịt nó ngọt với lại nó không có bị giống như mọi người nói là nó hôi cái. Ừ đúng rồi, thịt cừu mà không biết chế biến là rất là hôi. Dạ. Cảm ơn em. Em gái ơi, em thấy món này sao nè bé à? Rất là ngọt, nó mềm, nó không có dai. Nói chung là ngon chứ ơi. Lời đầu tiên, Khánh Như và Lê Dương Bảo Lâm cũng như chương trình ekip xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thực khách đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Wow. Và cũng không quên chúc mừng ca sĩ Nhật Kim Anh đã được giải nhất trong chương trình ekip. Phần thưởng 5 triệu đồng. Dạ xin cảm ơn chú David Thái đã đem đến một món ăn rất ngon cũng như là hương vị rất là xuất sắc. Một trào tay thật lớn để cho siêu bếp David Thái. Yeah, cảm ơn chú. Dạ ơi. Thấy dân có tiền ta cầm cái bảng thấy ghét không? Thấy không, bởi vì người ta không có tiền ta trân trọng như nào quý vị. Người ta trân trọng ta rớt nước mắt như vậy. Dân có tiền cầm. Dạ một lần nữa cảm ơn các khách mời.
Khá như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả cứ mỗi tuần gặp gỡ chương trình Truy Tìm Siêu Bếp. Chúng tôi hứa hẹn mang đến cho quý vị những món ăn thật ngon, những siêu bếp thật sự tuyệt vời để chúng ta có thêm nhiều bí kíp nấu ăn thật ngon, mang thêm hạnh phúc cho gia đình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Truy Tìm Siêu Bếp. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty MT Picture thực hiện. Và mọi người nhớ khung giờ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tập tiếp theo, thực đơn của quán sạch xanh xanh sẽ là những món ăn hải sản để tìm ra siêu đầu bếp thật thụ. Vợ chồng thực thần đã mời các vị thực khách vô cùng hài hước đến thưởng thức. Chắc có lẽ là mọi người đều đã quen với số ký của tiền mập là 115. Wow. Cộng là 16. Là muốn cộng nhiêu cộng. Các vị thực khách sẽ giúp vợ chồng thực thần tìm ra đâu là siêu bếp thật. Thật lát này nó sống nước mặn hay nước ngọt em? Thích sống đâu sống anh ơi. Cái củ cải này á, ngoài cái chuyện mà mình nấu nước súp ra ngoài đó, mình còn làm được cái gì nữa? Mình về mình tra Google giúp em nha, ở trên nhiều lắm. Bên cạnh đó, bốn vị siêu bếp ai cũng tìm cách chứng minh mình mới thật sự là siêu bếp. I am a super chef. Vậy tôi là siêu đầu bếp. Hết. Và hôm nay tôi chính là siêu đầu bếp. Dạ em là siêu bếp. Vậy ai mới là kẻ giả mạo đấy? Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 10 chương trình Truy Tìm Siêu Bếp được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 3 tháng 8 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.